Đó là câu chuyện về hai thành phố và một đại dịch. Singapore và Hồng Kông, hai xã hội châu Á giàu có đã phát động các chiến dịch chống virus mạnh mẽ ngay từ đầu. Hai thành phố đã đóng cửa biên giới vào cuối tháng 1. Cả hai đã từ chối nhiều hành khách vào cuối tháng 3 và cả hai phải đối mặt với làn sóng nhiễm thứ hai từ các công dân trở về từ nước ngoài. Các trường hợp nhiễm tăng vọt, đặc biệt ở Singapore. Vào ngày 13 tháng 4, Singapore có hơn 2.900 ca, trong khi đó Hồng Kông chỉ có 1.009. Vậy làm thế nào Hồng Kông với dân số đông bên cạnh Trung Quốc đại lục quản lý để số người nhiễm ít hơn, ít nhất là bên các nhà quan sát nói, nó có thể là nhờ người dân ở đây đến những kinh nghiệm giải quyết về đại dịch khác. Tết còn rất mới mẻ trong ký ức của người Hồng Kông và Covid-19 đã nổ ra. Mọi người ngay lập tức biết rằng chúng ta cần phải đeo khẩu trang ngay lập tức, chúng ta cần phải giữ khoảng cách xa người khác, chúng ta cần lắng nghe những người trong y tế, chúng ta cần đóng cửa biên giới. Kiến thức cơ bản mà tôi nghĩ được tìm thấy ở bất kỳ chính phủ nào trong các trường hợp dịch bệnh và khủng hoảng. Người dân Hồng Kông biết chính xác làm gì và họ đã làm gì đó. Gần 2 thập kỷ trước, dịch SARS đã giết chết 774 người, chỉ dưới 40% số ca tử vong ở Hồng Kông. Vì vậy, khi bắt đầu đại dịch mới nhất, người Hồng Kông đã nhanh chóng đeo khẩu trang, trong khi ở Singapore, bạn không cần đeo khẩu trang nếu bạn không bị thông báo. Dịch vụ công cộng của chính phủ cho biết những người khỏe mạnh không cần đeo khẩu trang. Một tháng sau, bây giờ phải đeo khẩu trang để đi ra. Một sự khác biệt quan trọng, giãn cách xã hội vào cuối tháng 1, Hồng Kông đã đóng cửa các trường học, văn phòng chính phủ, trong khi Singapore để các trường học và văn phòng chính phủ mở cửa. Sau khi một sự gia tăng mạnh các trường hợp, bao gồm sự bùng phát của lao động nước ngoài, trong ký túc xá trật tự, nhà nước thành phố đã thay đổi hướng đi. Chúng tôi đã quyết định rằng thay vì thắt chặt trong vài tuần tới, chúng tôi nên thực hiện một động thái quyết định ngay bây giờ để tránh số ca nhiễm leo thang. Singapore đã đóng cửa các trường học và hầu hết các nơi làm việc. Họ đã cấm tất cả các cuộc tụ họp xã hội như một thiết bị ngăn mặt để chống lại virus. Từ đầu, họ đã sàng lọc cách ly theo, đã gọi liên lạc và đến tháng nay, thành phố sư tử đã bị đóng cửa. Đó là cái giá phải trả để chống lại đại dịch như COVID-19. Giãn cách xã hội sẽ là một phần không thể thiếu trong tất cả các biện pháp nghiêm ngặt. Những điều quan trọng là chính phủ, người dân phải luôn cảnh giác, vì đó là thể là COVID-19 trong năm nay, nhưng sẽ có đại dịch trong tương lai. Với một sự bùng phát, không có lối tắt nào cho, chỉ có bài học từ câu chuyện tĩnh lặng mở ra giữa hai thành phố.